Chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Mẹ Sam. Mình đã làm rất nhiều bánh mì hoa cúc truyền thống rồi và mình muốn thay đổi một chút cho mới mẻ. Đúng lúc mấy ngày nay thì chợ gần nhà mình bán rất nhiều thanh long đỏ nên mình nảy ra một ý nghĩ là sao không thử làm bánh mì hoa cúc thanh long đỏ xem như thế nào. Và mình đã ghi lại quá trình mình làm trong video ngày hôm nay. Mình mời các bạn xem thành quả của mình nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị nước ép thanh long đỏ. Mình sử dụng một quả thanh long. Và dùng máy ép, ép lấy nước cốt như thế này. Mục đích của việc dùng nước ép thanh long đỏ nguyên chất là để giúp cho màu bánh được đậm đà nhất có thể. Mình sẽ chuẩn bị hỗn hợp chất lỏng bao gồm 90g nước ép thanh long, 2 quả trứng gà xay vừa. Trứng mình cân cả vỏ sẽ nặng tầm 55g nha các bạn. Mình mang hỗn hợp này cất vào ngăn đông đá khoảng 15 đến 30 phút để hỗn hợp được lạnh sâu nhất. Trong thời gian chờ đợi thì mình có chuẩn bị hỗn hợp bột khô. Mình sử dụng âu của máy trộn bột, sau đó cân vào đây bột mì số 13, muối, bột sữa béo, đường và men khô. Men khô mình dùng là loại men ngọt. Đây là loại men không cần kích hoạt trước, có thể trộn thẳng vào bột. Bạn chỉ cần không để men gặp trực tiếp vào muối để không ảnh hưởng đến sức khỏe của men là ok. Sau khi cân tất cả các loại hỗn hợp khô thì mình sẽ lắp tô vào máy và nhồi tất cả các loại nguyên liệu này ở tốc độ thấp trong vòng 2 phút để các loại nguyên liệu đều hơn. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần chất lỏng đã được làm lạnh sâu vào. Đầu tiên thì mình sẽ nhồi ở tốc độ thấp. Máy của mình có 6 tốc độ thì mình sẽ nhồi ở tốc độ số 2. Nhồi cho tới khi các loại nguyên liệu hòa quyện thành một khối như thế này. Mình sẽ dừng máy lại. Bọc kín tô bột và để yên trong vòng 30 phút. Lát nữa mình sẽ tiếp tục làm. Mục đích của việc để khối bột nghỉ 30 phút này là giúp cho bên trong khối bột hình thành gluten, kết dính với nhau. Lát nữa thì mình trộn sẽ nhanh tạo được màng hơn. Trong thời gian mình chờ khối bột hình thành gluten thì mình sẽ đi chuẩn bị bơ. Bơ mình dùng là loại bơ nhạt, bơ động vật, sẽ giúp cho bánh có vị thơm ngon hơn. Sau 30 phút bột nghỉ thì mình tiếp tục trộn với tốc độ trung bình 3/6. Khối bột cần đủ mềm và ẩm, dễ nhồi. Tùy vào loại bột, tùy vào độ mới của bột mà độ hút nước sẽ khác nhau. Do vậy, bạn cần linh hoạt trong quá trình nhồi. Nếu bạn cảm thấy bột quá khô cứng, khó nhồi và khó mịn thì có thể bạn thêm một chút chất lỏng vào, có thể là trứng hoặc chất lỏng khác như sữa, hoặc là thêm nước ép của quả thanh long. Và bạn tiếp tục nhồi. Khi thấy bột đủ mềm và mịn thì không cho thêm chất lỏng nữa. Mình trộn bột tới khi mình có cảm giác bột mịn và gần tạo màng như thế này thì mình dừng lại. Cho bơ đã cắt nhỏ vào. Bơ mình dùng sẽ hơi mềm và vẫn còn lạnh. Mình sẽ chia bơ thành 3 lần và mình sẽ cho lần lượt từng lần vào. Cho bơ lần 1 và trộn tới khi bơ thấm hết vào bột. Bột sẽ khô ráo thì mình sẽ tiếp tục cho thêm lần 2. Làm tương tự như vậy,
cho tới khi hết lần 3. Sau khi chia sẻ về clip cách làm bánh mì hoa cúc vị truyền thống thì mình có nhận được nhiều câu hỏi về quá trình làm bánh. Trong đó có một câu hỏi mình nhận được rất nhiều, đó là các bạn hỏi về thời gian mình trộn bột. Để nói một con số cụ thể, ví dụ như là 15 đến 30 phút thì mình không dám đưa ra đâu, vì thời gian trộn bột sẽ phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố như là khối lượng bột, công suất máy đánh trứng, nhiệt độ môi trường bạn làm bánh. Số liệu về thời gian thì mình cũng đã nói rõ ở trong video này, nhưng mình khuyên các bạn chỉ nên tham khảo thôi. Điều quan trọng trong quá trình làm bánh mì hoa cúc đó là sự cảm nhận về bột. Điều này có được là do trong quá trình làm thì bạn nên rút kinh nghiệm dần. Sau khi bơ đã tan hết và thấm hết vào bột thì mình sẽ tăng tốc độ lên và nhồi thêm 10 đến 15 phút. Thời gian này tùy thuộc vào công suất của máy trộn bột. Trong quá trình trộn bột thì bạn thường xuyên quan sát. Nếu có hiện tượng bột sắp chảy bơ thì bạn hãy dừng lại và cho cả cái tô bột này vào trong ngăn đá tủ lạnh tầm 10 đến 15 phút rồi hãy nhồi tiếp nha. Lưu ý, nhồi bột bằng máy ở tốc độ cao trong thời gian lâu dài có thể làm bột bị nóng và chảy bơ. Nhồi bột bằng tay, nhiệt độ từ tay cũng sẽ làm cho bơ bị chảy. Khi tạo hình, nếu mà thao tác bạn chậm quá, hơi nóng từ bàn tay cũng có thể khiến cho bơ bị chảy. Ngoài ra, nếu bạn ủ bột hoặc tạo hình trong môi trường ẩm, nóng thì bơ cũng có thể bị chảy. Mình sẽ trộn bột tới khi mịn, mượt, khá đàn hồi thì dừng lại. Kéo bột ra thì có màng mỏng như thế này là đã ok nha các bạn. Máy của mình khá yếu nên hơi lâu. Bột đạt là sẽ như thế này, khối bột mịn, dẻo, bóng đẹp, khô ráo. Và khi bạn cầm lên thì bạn sẽ có một cảm giác khối bột vô cùng chắc chắn, đàn hồi. Lưu ý, khi bột đã đạt rồi thì bạn nên dừng lại ngay. Bạn không nên nhồi bột ở tốc độ quá nhanh và quá lâu vì sẽ làm đứt các sợi gluten. Và nếu sợi gluten bị đứt, bánh thành phẩm sẽ bị khô bở và không được xé sợi như thịt gà nữa. Khi bột đã nhồi đạt thì mình sẽ đổ ra bàn và đập vài cái như thế này để cho gluten trong khối bột khỏe hơn. Bánh sau khi nướng sẽ dai và kéo sợi nha các bạn. Sau đó mình sẽ chia bột thành hai phần, lấy màng bọc thực phẩm gói cục bột lại. Và tới giai đoạn này thì mình có thể có hai cách. Cách thứ nhất là cho bột vào ngăn đông đá ít nhất 2 tiếng, sau đó bạn mang ra tạo hình. Cách thứ hai là cho bột vào ngăn đông đá tới khi nào bạn muốn nướng thì bạn chuyển xuống ngăn mát cho mềm và tiến hành tạo hình. Hôm nay thì mình không có thời gian nên mình sẽ cho cục bột vào trong ngăn đông đá qua đêm. Mai mình rảnh thì mình sẽ tiếp tục làm nha các bạn. Đầu tiên thì mình dùng bơ mềm quét bên trong khuôn để chống dính. Bạn cũng có thể lót giấy nến để chống dính. Mình dùng khuôn oval D08, kích thước 21 x 10 x 6cm nha các bạn. Vậy là sau một đêm, mình sẽ lấy bột ở trong ngăn đông đá xuống ngăn mát. Mình cần để ở trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng cho cục bột mềm ra. Và sau 2 tiếng thì cục bột của mình sẽ như thế này nha các bạn. Giờ mình sẽ tạo hình bánh. Sau khi bột đã mềm tay thì mình nhanh tay chia thành 3 phần. Bạn nên cân bột để cho đều nha. Bước này thì các bạn cần làm nhanh tay để cho bột còn lạnh và sẽ dễ tạo hình hơn. Lấy một phần bột ra, cán bột dẹt như thế này. Sau đó mình sẽ cuộn lại. Và tạo thành hình que dài như thế này. Cuộn xong phần bột nào thì mình sẽ cất ngay vào ngăn đông đá phần bột đó. Mình sẽ làm lần lượt cho đến khi hết phần bột cần tạo hình.
dùng bột khô để chống dính cho tay và mặt bàn. Nhưng bạn chú ý là không nên dùng quá nhiều vì sẽ làm cho bột trượt trên mặt bàn, khó tạo hình hơn. Xe sợi bột từ trong ra ngoài như thế này. Xe đều tay, nhẹ nhàng. Cho tới khi sợi bột có chiều dài khoảng hơn một găng tay, tầm 30cm. Mình sẽ làm tương tự cho đến hết các sợi bột. Khi đã tạo hình xong 3 phần bột thì mình sẽ tiến hành tết bột thành bím. Hãy cố gắng tết cân đối và đẹp mắt nha. Nếu chưa đẹp thì cố gắng thực hành nhiều lần thì chắc chắn bạn sẽ làm đẹp thôi. Sau đó mình sẽ đặt bột lên khuôn có chống dính bằng bơ. Bọc kín khuôn bột lại, tránh cho bột không bị khô mặt. Ủ bột ở nhiệt độ phòng. Lưu ý là nhiệt độ phòng không quá nóng. Nhiệt độ của mình thường ủ là khoảng 35 đến 37 độ C. Ủ đến khi bột nở khoảng 2/3 khuôn. Mình thường ủ mất khoảng 2 giờ. Bạn tuyệt đối không nên ủ ở nhiệt độ quá cao vì có thể làm bơ bị chảy ra. Khi bột đã gần đạt, bạn hãy làm nóng lò nhiệt độ 190 độ C, hai lửa không quạt. Khi bột đã nở đạt thì mình quét mặt bánh bằng một chút sữa tươi. Bạn có thể trang trí thêm các loại hạt nếu thích. Khi lò đã chuẩn bị xong thì bánh cũng nở cao tầm này, mình sẽ tiến hành đem đi nướng nha các bạn. Cho bánh vào chính giữa lò. Đổ thêm khoảng 50ml nước sôi để tạo độ ẩm giúp bánh không bị khô khi nướng trong thời gian lâu. Mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 10 phút đầu tiên. Rồi che mặt bánh bằng giấy bạc, sau đó hạ xuống 160 độ C, nướng thêm 18 đến 20 phút, cho đến khi bếp nhà bạn chìm trong mùi bánh thơm phức. Khi bánh chín thì mình sẽ lấy ra khỏi lò và để nguội trên giá hong. Bánh mì hoa cúc đạt là khi bạn lấy bánh ra khỏi khuôn, bạn sẽ thấy thành bánh rất đứng, cứng cáp, không bị méo xẹp. Mình chờ bánh nguội và mình sẽ xé bánh ra cho các bạn xem bên trong nha. Sau khoảng 20 phút để bánh nguội, giờ mình sẽ tiến hành xé hoa cúc của mình ra cho các bạn xem bên trong nha. Ruột bánh màu hồng nhạt hơn so với lúc ban đầu chưa nướng. Bánh sẽ mềm, ẩm nhưng không hề bết dính. Bánh đạt là phải rất xốp, nhẹ, thứ bánh dai mịn. Khi ăn thì bạn sẽ thấy vị thơm ngậy, lan tỏa trong miệng. Bánh nướng để nguội tới mức bạn sờ ấm tay. Bạn hãy cho bánh vào túi kín để bánh không bị khô.
Khi ăn không hết thì hãy bọc kín bánh lại để giữ cho bánh luôn được mềm. Bánh bảo quản trong vòng 3 ngày ở nhiệt độ phòng. Nếu bạn đã quá thành công và quá quen thuộc với vị bánh mì hoa cúc truyền thống, vậy hãy thử thêm vị bánh mì hoa cúc thanh long đỏ này nha. Và nếu bạn chưa biết làm bánh mì hoa cúc truyền thống, thì mình mời bạn xem cách làm ở video trước mình đã chia sẻ rồi. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video này. Video này đến đây là kết thúc rồi. Mình rất hy vọng với sự chia sẻ của mình sẽ giúp bạn sớm chinh phục loại bánh này nha. Nếu bạn thấy video này có ích, hãy nhấn vào nút like, chia sẻ video này tới những người khác cùng thực hiện nha. Nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để nhận thông báo về những video mới nhất của kênh Bếp Mẹ Sam nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!